Dạ, dạ anh xin mời anh. Em mời anh Tơ ạ. Vâng, lời nói đầu tiên mình Tơ xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị đến hội quán trong buổi tối vô lưu thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc ạ. Dạ. Bữa nay anh Tơ đến giao lưu với bà con cô bác là cái phút nào ạ? Hôm nay đến giao lưu là ba câu vọng cổ tặng đời chiếc nón bài thơ. À dạ. Hồi nãy em nghe em cứ tưởng là lại là ý là cái gì mà không phải cổ là cái gì Tuấn quên rồi. Tân nhạc. Dạ. Dạ. Nếu mà anh hát cổ vậy thì mình tiếp từ những cái gọi là cái nhiệt của tiết mục vừa rồi mình chuyển qua thêm một bài tân cổ nữa thì quá tuyệt vời luôn ạ. Dạ. Quý bà con cô bác cho anh một tràng vỗ tay thiệt lớn ạ. Rồi em ơi. Dạ, xin cảm ơn toàn thể cô chú anh chị ạ. Không còn đơn lẻ mà bên tôi kết tổ hợp tác.
bác đã lâu rồi. Em mà ở Phú Phong anh mai tận sông trời, tay em tay anh chăm nón ruột nang bao năm rồi em nhì, mà bây giờ sườn non nhà dọc dây ngang, những lúc lên rừng chặt là sao nhớ em ghê, bẻ mong về suối dục nhanh tay rửa nỗi nhớ xôn xao, sống còn thạch nàng sống đưa bông cánh bè về dược trước thời gian. Dòng sông the suối làm dịu cơn khát bao thế hệ yêu đương. Ôi thương sao là thương, hình dáng mạnh mai mà sức bền vinh cô, mà tình chúng thì đậm đà tuyệt đình. Nón ở mỗi nhà gửi màu dân tộc, cùng người giáo viên vui đời mộc con người. Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ, ta về dự hội thi đua tưng bừng, chúng ta đôi bạn tình đời, tặng cho đời chiếc nón bài thơ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới với tiếng hát tiếp theo. Dạ, hôm nay là có anh ruột em tới hát. Dạ, anh ruột của em anh luôn. Anh ruột em luôn. Dạ, quý bà con cô bác biết không, là em là Lê Thành Tuấn. Anh ruột của em là Lê Thành Trung. Dạ, wow. Để em mời anh ruột em ra. Dạ, anh em ra đây với em anh. Dạ. Đây đó, anh ruột em. Sao anh dạ. Trung nhìn đẹp trai hơn á, mà gọi như là điềm đạm hơn nữa. Chị nói vậy em quê, anh ruột em thì bây giờ coi ảnh đẻ ra trước là có nhiều là ảnh hưởng hết rồi, em đẻ ra sau thì còn chút xíu thôi. Dạ thôi, anh trai của Tuấn gửi lời chào đến quý bà con cô bác ạ. Dạ, Thành Trung từ Tây Ninh xa xôi đến đây. Dạ, xin kính chào bà con cô bác và anh chị trong hội quán ngồi sau mặt giường đêm nay một lời chào trân trọng nhất. Dạ, dạ. Cảm ơn anh Trung. Xí dạ. Cho em hỏi chút, anh Trung quê Tây Ninh còn Tuấn quê ở đâu? Bến Tre chị. Vậy là ruột dữ chưa? Để em về em hỏi lại gia đình chứ không biết. Dạ thông dạ. Thường á là cứ giống như là cứ thấy ai hát hay cái nhận anh chị em ruột ở cả nhà, chứ Dung mà thấy chị nào hát hay Dung cũng nhận chị gái ruột luôn. Dạ nói chơi vậy thôi, chứ là anh Trung với em là anh em kết nghĩa. Dạ mới kết nghĩa hồi nãy trong cánh gà thôi. Dạ. Dạ bữa nay anh Trung đến giao lưu với quý bà con cô bác ca khúc gì ạ? Dạ ca khúc em xin ca là bài Thương Về Núi Điện bà Tây Ninh. Dạ. Sáng tác là chưa được rõ là tại vì. Dạ rồi mình cái đó mình sẽ cập nhật sau. Dạ mình sẽ cập nhật sau nha quý bà con cô bác. Dạ rồi em thấy là anh Trung cũng hơi run run một xíu, không biết là bây giờ anh tự tin hát chưa, sẵn sàng chưa ạ? Dạ. Anh có cần em trai anh ở lại hỗ trợ không? Dạ. Dạ được rồi. Dạ ổn dạ. Rồi đúng không? Ổn rồi ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Quý bà con cô bác vỗ tay cổ vũ cho anh ruột em cái nghe. Dạ, dạ cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều. Rồi mời anh. Nhường sân khấu cho anh luôn ạ. Dạ. Dạ cho em nói lâu. Hội ý với ban nhạc xíu. Dạ. Dạ quý bà con cô bác thân mến, nếu mà chúng ta đến với hội quán ngồi sau miệt vườn giao lưu thì chúng ta nhớ là mình tới sớm một xíu để chiều cái mình tập với ban nhạc. Dạ ban nhạc sẽ hỗ trợ mình để mình có một tiết mục chỉnh chu nhất nha. Dạ. Rồi. Dạ rồi, sẵn sàng chưa nào? Thank you.
về quê mẹ đất Tây Ninh. Chiều nay dạ cảm ơn anh. Nắng hồng lên khắp nẻo, ta ngồi đây mà già nhớ thương. Hỡi dần mây trắng ơi, có bay về quê hương Tây Ninh tôi yêu dấu. Xin hãy cho tôi nhắn gửi chuyện tâm tình. Quê hương ơi, giờ có được yên bình hay đã trải qua bao cuộc thăng trầm biến đổi, Tây Ninh vẫn hiền hòa vui vẻ đẹp thiên nhiên. Nhớ thánh tòa cảnh sống thần tiên, nhớ núi Bà Đen dưới dáng vẻ hiền hòa. Như thế mà tôi chưa được về thăm, nhung nhớ âm thầm xin gửi về nơi đất thánh. Có lắm chuyện đảo điên, nhưng thánh địa ấy vẫn trơ gan cùng Tây Nguyên. Mây trắng ơi có bay về phương ấy, cho kẻ thương này nhắn gửi một tình thương. Pháp cung có hàm dưỡng cao chất ngất, cứ mỗi buổi trưa hè ta nghỉ mát ở hàng cây. Bây giờ ta đã ngồi đây, Tây Ninh có biết phương này ta mong. Đường về cách trở núi sông, ngồi đây mà nhớ mà mong quay về. Ôi căn nhà cũ đất thương binh, thánh địa ấy đã cho ta nhiều kỷ niệm. Một mai nếu có quay về, ta về chép lại bài ca Tây Thành. Dạ, xin mời cô Hằng lên sân khấu ạ. Dạ rồi, chào cô Hằng. Trời ơi, câu chuyện của cô Hằng cũng rất là hay luôn. Dạ rồi, vậy giờ mình chia sẻ luôn. Cô Hằng chào. Dạ, cô Hằng gửi lời chào đến quý bà con cô bác nghe. Thái Hằng bữa nay đến ngôi sao Việt Vườn lần này lần thứ tư rồi. Xin kính chào toàn thể ông bà cô chú, anh chị em, cô bác ở tại hội quán ngôi sao Việt Vườn. Một lời chào trân trọng nhất ạ.
Dạ hồi nãy thì ngồi ở dưới cánh gà thì có chia sẻ với cô Hằng thì cô Hằng đến với lại một cháu nội và cháu thì năm nay là 8 tuổi. Và đi với cô Hằng là Đỗ Thành Tuấn biết là cháu nội đi với cô Hằng là để làm gì? Dạ cháu nội đi với cô Hằng là để cổ vũ tinh thần cho cô Hằng. Không có, để chỉ đường. Ủa? Dạ. Là bởi vì cô đến với hội quán á, rồi lần nào về cô cũng đi lạc hết trơn á, và bạn chính là người chỉ đường để dẫn bà nội về đến nhà. Trời ơi, đi lạc thiệt vậy ha? Mình đi bằng cái gì mà sao lạc? Đi xe không ra. Mà đi bạn đi thì biết, mà bạn về sau đường lu bu quá không biết. Trời ơi. Hay là ca vui quá hay sao rồi về quên đường luôn. Dạ vậy là mốt quá mình hát xong á mình nhớ là xin số điện thoại của ai đâu ở trong hội quán nhà, để mình lỡ cái lạc đường cái gọi cái tụi em chỉ không đường. Có cháu nội dắt giờ về nay luôn. Có cháu nội là khỏe rồi phải không? Lỡ bữa nào không có cháu nội là nhớ xin lại cái số điện thoại có gì mà gọi tụi em cái tụi em chỉ đường. Dạ, yeah. Dạ trời ơi đi lạc nữa. Sao mà mỗi câu chuyện câu nào cũng chấn động hết trơn vậy chị Dung? Dạ rất là cảm động luôn ạ. Thật sự là vì yêu anh Khương, vì yêu âm nhạc mà các cô, các chú, các anh chị mới đến. Và khi mà nghe những câu chuyện như vậy thì thật sự là chị em Dung rất là cảm xúc. Dạ thôi bây giờ nhường sân khấu cho cô luôn nha. Dạ. Mốt chắc cô về quán về đây cô bán luôn cho rồi đấy. Trời ơi em nghĩ là chừng vài tháng nữa thôi cái khu hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn mình sẽ trở thành khu phức hợp. Dạ khu phức hợp có đầy đủ tất cả quý bà con cô bác, đầy đủ gian hàng. Dạ được ha, ngon lành. Dạ yeah. Yeah, hôm nay em đến đây gửi đến cô chú anh chị em bài Tân Cổ 126 trong bài Điệu Buồn Phương Nam ạ. Dạ rồi quý bà con cô bác vỗ tay cho cô Hằng nha. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng thờ nở giữa đêm trường sau đôi tương lớn em mà cùng đón trường sao xa bầy cũng thương không hòa điều em xa người đàn lá phim trùng dây tâm sự đầy nước mắt
lòng cầu thương sao chẳng dời. Bạn tình chung ơi, sao bóng nghẹn lời. Khúc ca ly biệt thôi gần từ đây dở dàng. Sao đã bay xa mang theo điệu hát, còn lại mình em trong tê tái nghiêng ngàn. Một lần lỡ bước lầm đường là bao nhiêu nỗi đồn trường riêng mang. Đêm đêm bên ngọn đèn tàn xót xa nghe một điều buồn. À, và bây giờ con xin được giới thiệu đến quý ông bà cô chú. Dạ con xin mời. Dạ con xin mời chú ạ. Dạ con xin mời chú Minh Nhật. Chào MC. Dạ rồi chú hãy gửi lời chào đến tất cả quý bà con cô bác nghe. Dạ lời nói đầu tiên Minh Nhật xin gửi lời đến bà con cô bác đến tham dự đêm hội quán ngôi sao miệt vườn được nhiều sức khỏe và dạ, sự như ý. Dạ rồi chú Minh Nhật là hôm nay là mình đến giao lưu thôi hay là mình có tham gia casting chương trình ngôi sao miệt vườn không? Hôm nay chú có đến casting nhưng mà trễ. Dạ. Ngày mai mới casting. À là hôm nay mình chưa kịp casting. Dạ à, đúng rồi. Thôi thì hôm nay mình sẵn có cái sân khấu đây mình hát trước để mình làm quen sân khấu, làm quen quý bà con cô bác trước rồi ngày mai mình thi. Dạ. Rồi hôm nay chú sẽ hát bài gì nè? Dạ đến với đêm ngôi sao, đến với đêm hội quán ngôi sao miệt vườn thì Minh Nhật xin gửi đến bà con cô bác ba câu giọng cổ 1, 2, 6 trong bài Tân Cổ Giao Duyên. Đêm cuối mời các bạn cùng lắng nghe. Dạ xin mời quý bà con cô bác cùng thưởng thức. Sâu trong già đã mang tình yêu như anh chẳng yêu vần lạnh lẽo. Một khúc sông thu tiêu điều tĩnh lặng, một mảnh trời thu chiều nặng áng mây sâu. Bởi mình không duyên nên gian dở ai tù. Sáng mai đây mỗi người mỗi hướng em theo chồng. Còn tôi hiểu cô đơn, còn bên nhau đêm cuối này thôi. Lấy đắng trên môi lời riêng bóng nghẹn lời. Biết bao điều chất chứa trong tim mà vẫn lặng im. Thời thank you.
mà lại ly tán khi tình gian dở, chưa vẹn câu thề duyên nợ đã dở dang. Anh ôm sầu cái đắng chuyện hợp tan, em nuốt hận xót xa đời dấu bề. Đẹp gì đâu khi âm thầm nuốt lệ, hai tiếng ba từ nghẹn ở bờ môi. Ta khuyên người hãy tự ru ta, khi nỗi xót xa từng giờ dạ. Và để tiếp tục chương trình, em xin mời anh Mến ạ. Dạ em chào anh. Em dạ anh Mến hiện tại là anh ở đâu và anh đang làm công việc gì vậy anh Mến? Anh ở Bạc Liêu. Anh ở Bạc Liêu. Bạc Liêu. Dạ anh làm công việc gì anh Mến? Nuôi tôm. Trời ơi giàu à. Nuôi tôm là giàu. Đâu phải là người nào nuôi tôm cũng giàu đâu em. Công tử Bạc Liêu đó. Trời ơi, hồi đó chứ bây giờ làm gì còn nữa. Dạ, dạ rồi, dạ anh Mến sẽ hát tặng cho bà con cô bác bài gì nè? Mình xin tặng bà con cô bác bài Ga Buồn. Ga Buồn, dạ một tràng pháo tay thật lớn cho anh Mến đi ạ. Dạ rồi, em mời anh Mến nha. Không, em không phải là tẩy thi. Sao tôi cứ ngỡ mình là nhìn lửa đỏ cô tô đài, càng thêm nhớ bên nước trữ la tôn. Chiều nay tôi đứng lặng với hoàng hôn, tàu chuyển bánh mang em ra biển Bắc. Lòng tôi bồn qua sân ga chết lặng buồn chất. Cội xe không gian hay xe lòng ai tan nát, rồi bóng tàu đi quốc dạng cuối chân đồi. Ga tiếng tàu đi người tiếng đưa người, dược dù mong ngắm mưa buồn qua sông cửa xuôi giảng. Dừng chân bên ải nhạn muôn quan, xin hỏi tìm bóng chiếu quân qua ngàn dặm xa hồ. Tàu đi rồi sang ga bồng bơ vơ, em xa rồi hồn tôi sao quẳng quẻ. Về sân ga nhỏ tiễn đưa.
hồn tôi dời dời, nửa hồn tôi chờ đợi bóng người đi. Tôi cứ ngỡ mình như phạm lại giới tây thi, dù phải tìm nhau trong lứa đó cô thù đài. Lấy chồng xa, lấy chồng xa, con tàu năm cũ qua sẽ qua mất. Một tràng pháo tay thật lớn cho anh Mến ạ. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với tiếng hát tiếp theo. Dạ em xin mời anh Đông. Dạ xin mời anh lên sân khấu ạ. Dạ em chào anh. Dạ rồi anh Đông hãy gửi lời chào đến quý bà con cô bác nha. Rồi ảnh chỉnh tông nhà một chút xíu nha quý bà con cô bác. Dạ lúc nãy thì em có thấy là nhiều quý bà con cô bác đã đăng ký hát giao lưu đêm nay, nhưng mà do số lượng vẫn rất là đông cho nên là quý bà con cô bác chưa có hát kịp, thì rất mong là quý bà con cô bác có thể thông cảm cho chương trình. Mỗi thứ ba thứ năm thì chúng ta tới sớm một xíu để chúng ta đăng ký và tập với ban nhạc nha. Dạ rồi, anh Đông hãy gửi lời chào đến quý bà con cô bác. Vâng, lời nói đầu tiên Trương Đông xin gửi lời chân thành, gửi lời trân trọng đến bà con cô bác. Và Trương Đông xin gửi đến các cô chú anh chị ba câu tân cổ trong bài hát được mang tên Gánh Hàng Rong. Xin quý vị cùng thưởng thức ạ. Dạ rồi, như sân khấu cho anh luôn. Ai dạ, mua chè đậu đen ô, ai ăn chè đậu đen nước cốt dừa. Lời rao buồn chơi vơi tan biến trong khung trời mưa dẫn trời quằn vai bóng mai hiu gầy trong đêm dài như còn thao thức vì con nào quán chi dù gió vừa lấp phất hạt mưa bay nghe bước chân ai gõ điều trong thanh vắng bóng đồ nghiêng nghiêng nhạt nhòa trên phố lạnh của một gánh hàng rong đang cất tiếng rao phủ xa gì kia tiếng rau càng thêm nào nột mưa gió chi vô tình cho cha bốt mẹ tôi đôi mắt thăm quần vì năm tháng nổi trôi tần tạo nuôi con nên thân mẹ áo kỳ mai lóc ngày nào nay đã ngã màu mây trên mỗi đoạn đường đời mẹ đông đầy bằng cho mẹ tôi dù đời mẹ còn nhiều cơ cực xuôi ngược lắm thì thành lấy quan gánh làm vui tất bật bộn bề theo bao năm tháng nổi trôi nhưng khi ông con vào lòng mẹ quên đi cả đời cơ
con chờ lòng con bao nhớ thương, suốt đêm thâu thêm nhớ thương mẹ ơi. Trong giấc đêm nay con ngồi trong bóng mẹ, mẹ sắp về chưa đường cô đã thương người. Đôi quan gánh nơi quê người xứ lạ, thân hiếu gầy mẹ từng tao ngược xuôi, bao giờ con quên được mẹ ơi. Con đã vào đời bằng đôi gánh hàng rong mà rung. Sao vợ, sao tự nhiên chưa ra gì hết đã rung rồi? Từ nào chưa có va chạm với cái sân khấu này. Ý là va chạm vô đâu ạ? À? Chưa có bao giờ mà đứng lên cái trường lớn như thế này. Ồ vậy luôn á hả? Thì anh Dân đến từ đâu ạ? À, anh đến từ Đức Hòa, Long An. Từ Đức Hòa, Long An à. Là lần đầu tiên đến hội quán đi luôn hay là đã đến rồi mà bữa nay mới hát? Bữa đó đi cast rồi. À là đã đi cast Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 à. Dạ mà tại vì nhút nhát rồi quen rồi, đi tới đâu cũng nhát hết rồi. Không, bây giờ mình nghĩ mình tự tin nha, mình nghĩ là mình sẽ thể hiện bài hát thiệt là hay nha. Anh sợ anh quên lời. Không, bây giờ mình anh nghĩ là anh nhớ lời giùm em này chứ em cứ nghĩ vậy cái em quên luôn á. Bây giờ mình nghĩ là mình nhớ lời nha. Kính thưa quý vị khán giả và tân quý khách, Thanh Dân sẽ gửi đến quý vị với ba câu vọng cổ 1, 2, 6. Nhớ mẹ hiền, sáng tác Phan Thanh Dân. Xin mời vị cho anh tràng pháo tay. Quý bà con cô bác ơi, mình vỗ tay thiệt lớn ạ. Hát luôn nghe. Thập mẹ quá rồi con quá đổi nhớ thương, hình bóng mẹ nhọc nhằn gian khó. Cũng vì con mà đêm ngày sương gió, vậy mà cả đời mình không hề than trách. Được thanh thản nhẹ nhàng theo hương khói ngàn thu vĩnh biệt. Lúc xin tiền mẹ con mình thiệt khổ, manh áo chẳng lành có đâu vật lạ miếng ngon. Giờ đây qua quả trầu cao, mẹ còn đâu nữa còn đau xé lòng. Chiều nay xin gửi gió mây, mấy lời mẹ dạy con đây dành lòng. Nay con mắt đó hoa hồng, nhưng trên ngực áo trái tim nồng không phai. Dạ xin cảm ơn. Thùy Linh xin gửi đến với toàn thể cô bác anh chị đã đến với đêm nay giao lưu tại chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn lời chào trân trọng và lời chào thân thương nhất. Dạ rồi, bây giờ là cô Linh gửi đến quý bà con cô bác ca khúc gì nè? À, hôm nay gửi tới ngắn thôi ba câu vọng cổ Lá Trầu Xanh 1, 2, 6. Dạ một bài vọng cổ rất là nổi tiếng. Dạ quý bà con cô bác vỗ tay thật lớn cho cô Linh nha. Dạ cảm ơn quý bà dạ. con cô bác. À, nhưng mà em rung quá, có gì cô bác anh chị hay thông cảm giùm. Dạ ở dưới đây người nhà mình không mà bà con cô bác gia đình mình không, nên là cô cứ tự tin nha. Rồi đứng đây cho đẹp nha. À, rồi cảm ơn rất nhiều. Thank you.
cứ mỗi chiều về tám buổi giờ em còn hoài dòng qua bài về lá trầu xanh. Xin cảm ơn ạ. Dạ cảm ơn cô Linh rất nhiều. Giọng hát của cô rất là ngọt ngào luôn. Dạ con hy vọng mình sẽ gặp lại cô trong nhiều lần tiếp theo tại hội quán nữa nha. Cũng cố gắng chút xíu chứ giờ đang hồi hộp quá. Dạ quý bà con cô bác coi live stream khen dữ lắm. Dạ nên là cô yên tâm nha. Dạ rồi xin cảm ơn. Dạ cảm ơn cô nhiều. Chúc cô thiệt nhiều sức khỏe. Dạ cảm ơn em. Dạ.